Các bạn nha. Hôm nay đi đánh cùng chung chim sẻ các bạn. Nói chung nó chỉ cho đàn. Nói chung là tương đối là sung, làm luôn 3 sào. Em để dành mãi ở đây các bác ạ. Hôm nay bác Tuyên nên cho bác Tuyên đánh. Đây. Kéo cái gì nhỉ? Ai làm gì mà? Không phải đâu, đánh thoải mái chắc bị sao. Tự nhiên nó đang ổ đến nhỉ? Nó đang đến tự nhiên làm sao biết tự nhiên làm sao mà đang đến tự nhiên đi các bạn. Đánh là đến vô lý nhỉ, điên thật đấy các bạn. Chuyện đánh tính chip cũng leo xuống. Leo bay đi hết rồi. Khôn đấy nhỉ. Khôn nhỉ. Gọi lại coi. Nghe nói đứng đấy nó chờ mình đổi tiếng đổi tiếc rồi Hoàng. Đéo chung chim sẻ đây. Chào bác nhá. Nó phải ra hết đàn cái đàn nó trên này các bác. Nắng các bạn. Đứng ngoài trời nó ra nắng quá. Chắc được mười mấy con. Nó không có dây ngang, gần mái nhà kia đẹp quá nhỉ các bạn nhỉ. Đây, gần mái nhà một cái dây ngang đi qua này. Nó phải đậu từ từ cơ, nó xuống từ từ cơ, xuống êm cơ. Ngon rồi, thôi nhất cần thôi. Chào các bác nhá, hẹn các bác video lần sau nhé. Chào các bác nhá. Hôm nay là 30 tháng 6. Hôm nay thì lại nhiều hơn hôm qua. Mẻ này thấy đầy lắm các bạn. Quay mẻ này hơi bị nhiều quá. Thôi quay tặng cho các bác xem. Thứ em sẽ làm lượt nữa thì nó mới sạch được. Đây. Mời các bác đón xem nhé. Ông hàng xóm mua bán mấy trăm con. Để cho bác bán. Hôm nay bác làm hơi được nhiều luôn. Em cũng đã yêu thương. Anh thì vẫn cô đơn sớm tối. Biết bao giờ con tim nào còn được mong muốn. Rồi ở giữa bao tối cuộc đời. Nước mắt cũng đã rơi nhiều rồi. Cô đơn trong cuộc vui đơn. Cô mỉm cười trong lòng chẳng được. Hãy ai yêu ai một lần. Bao mơ quên mà cô phải không.
130 à? 130 là 260. Tổng kết ngày 30 tháng 6 được 260 các bạn. Rồi, xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn video lần sau. Bạn nào cần keo xào loa độ liên hệ em, máy vặt lông chim sẻ liên hệ em nhá. Xin chào toàn thể các bạn.